Chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một cái vấn đề với tất cả các bạn thế này. Là làm thế nào để mình chèn được một cái video đề xuất nó xuất hiện trong cái video mình đang phát. Để làm sao mà hướng dẫn người ta cái khả năng người ta tò mò để mà người ta xem tiếp theo cái video của mình cần đề xuất. Thì các bạn hãy nhìn cái cách làm của mình để thực hiện theo nhé. Thì cách này cũng có thể góp phần làm cho cái kênh của bạn có thể được tối ưu và cũng làm cho YouTube họ đánh giá cao và cũng nhanh chóng làm cho kênh mình có thể bật kiếm tiền nhanh. Đó là một trong những cái hình thức mà làm cho cái kênh mình được tối ưu quá. Rồi các bạn vào cái kênh ha của mình để mình xem. Giờ mình thực hiện như thế nào các bạn? Mình sẽ mở cho các bạn xem thử một cái video. Nó có cái xuất hiện cái dòng đề xuất phía trên. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm như thế nào để có được cái dòng chữ đó. Ví dụ như mình mở cái video này ha. Chúng ta chờ xem cái dòng chữ đề xuất nó sẽ xuất hiện trong cái khoảng thời gian nào. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta chèn các cái video mà mình đề xuất vào trong cái video mình đang phát. Các bạn chờ chút xíu thôi để xem coi cái dòng chữ đề xuất phía trên cái video nó sẽ xuất hiện trong cái khoảng thời gian nào. Rồi, xuất hiện rồi, đây. Chữ đề xuất nè, hiện tượng cầu vồng là gì ha. Thì làm sao để mà mình làm cho cái video của mình đang phát xuất hiện được cái dòng chữ này. Thì đó chính là cái nội dung mà mình muốn hướng dẫn cũng như là chia sẻ với tất cả các bạn, đặc biệt là những bạn mới làm YouTube. Cái cách để mà chúng ta có thể chèn được cái video đề xuất trong cái video mình đang phát. Rồi chúng ta quay trở lại ha. Rồi vào cái video này đi. Thì hiện tại là cái video này chưa có cài đặt cái dòng chữ đề xuất phía trên. Bây giờ mình sẽ vào cái phần chỉnh sửa video. Rồi các bạn sẽ kéo xuống phía dưới. Rồi chúng ta chọn vào cái thẻ là cái mục là thẻ nè. Ha, chúng ta click vào. Rồi chúng ta cho nó phát ra từ đầu đi. Bây giờ các bạn sẽ chọn cái dòng chữ đề xuất đó, nó sẽ xuất hiện ở cái giây thứ mấy tùy các bạn ha. Và trong một cái video thì chúng ta có thể cho xuất hiện được tối đa là 5 cái dòng chữ đề xuất đó, tức là mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết được 5 cái video mà mình muốn đề xuất để người ta biết là mình sẽ cần giới thiệu cho họ xem
cái video nào mà các bạn muốn giới thiệu, tùy các bạn thôi. Nhưng mà tối đa, các bạn nhớ là tối đa là mình được 5 cái thẻ đề xuất video trong cái video chúng ta đang phát ha. Rồi bây giờ giả sử những chúng ta đang nằm ở cái dãy thứ 9 của cái video, thì chúng ta sẽ click vào cái từ là thêm thẻ. Thêm thẻ. Rồi chúng ta sẽ vào cái mục là tạo. Ở đây nó có cái dòng chữ là video hoặc là danh sách phát. Thì chúng ta tạo, click vào. Rồi đây là các cái video mà các bạn cần đề xuất nè. Các bạn kéo xuống. Đó. Thì trong cái kênh này nó có rất là nhiều cái video khác nữa, nhưng mà nó không có hiển thị ở trong này. Mà nếu như chúng ta muốn hiển thị một cái video nào bất kỳ, thì chúng ta chỉ cần copy cái đường link và chúng ta dán vào đây. Thì nó sẽ ra cái video đó mà bạn cần muốn đề xuất xuất hiện trong cái video của mình ha. Tùy các bạn thôi, các bạn muốn làm cách nào cũng được, chọn cái video bất kỳ nào cũng được. Miễn sao mình có cái đường link. Hoặc là mình chọn một trong các cái video mà nó nằm ở đây nè. Để mình đề xuất vô cái video mà mình đang phát. Rồi cái thứ hai là danh sách phát nè. Thì mình chọn danh sách phát nào cũng được. Khi mình đã tạo ra các danh sách phát trong kênh mình rồi đó, thì các bạn chọn cái danh sách nào cũng được ha, tùy. Hoặc là video, hoặc là danh sách phát nè. Thì bây giờ mình chọn cái video mình tải lên đi. Rồi mình sẽ chọn cái video này để đề xuất vô trong cái video mình đang phát. Rồi mình tạo. Như vậy là đến giây thứ 9 của cái video này thì chúng ta sẽ thấy là có cái dòng chữ đề xuất nó sẽ xuất hiện nha. Rồi chúng ta kéo lại, chúng ta làm thử đây, phải không? Rồi chúng ta mở lên. Rồi các bạn thấy nè ha, nó đã xuất hiện cái dòng chữ nè. Nó là cái video mà chúng ta vừa tạo hồi nãy đó. Thì nó đã thành công rồi các bạn. Rồi tương tự chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện một số cái video khác mà mình muốn cần giới thiệu vào trong cái video này. Cần đề xuất vào đây. Chúng ta kéo đến giây phút thứ 5 đi. Rồi chúng ta tiếp tục nhấn vào cái chỗ thêm thẻ nè. Ngoài video hoặc là danh sách phát ra thì chúng ta còn có cái kênh này, thấy không? Và chúng ta có thể là giới thiệu kênh. Chúng ta tạo, chúng ta copy cái link chúng ta dán vào, nó sẽ xuất hiện cái kênh mà mình muốn cần giới thiệu đến mọi người ha. Rồi, chúng ta click vào chữ tạo. Rồi mình chọn cái video này đi, phần 2 nè. Chọn đi, tạo thẻ. Thì cách làm, thao tác cũng tương tự như là cái cách làm lần trước thôi. Nhưng mà có điều đến cái 5 phút 35 thì nó mới xuất hiện nha các bạn. Rồi mình thử ha. Test thử rồi đúng không? Thử coi nó có xuất hiện không. Trời, nó đã xuất hiện cái từ nữa ha. Cái video mà mình vừa đề xuất hồi nãy nè. Tổng kết các cái hoạt động đoàn thanh niên 2019 đến ngày 20 nữa ha. Như vậy chúng ta đã thành công trong cái bước tạo thẻ đề xuất video trong cái video mình đang phát. Và nãy giờ chúng ta đã tạo được 2 video ha. Rồi, chúng ta tiếp tục tạo ha. Tối đa mình tạo được 5 video nè. Thẻ đã dùng được 2/5 rồi ha. Rồi, thao tác chúng ta làm tương tự nha các bạn. Thì khi mình tạo xong thì tất cả nó đã lưu nè, mình không cần lưu gì hết, tự lưu tự động luôn. Rồi phút 25 chen vào. Rồi được 4 rồi ha.
chúng ta thêm một cái dấu cuối cùng gần cuối đi. Rồi thêm thẻ tạo. Rồi các bạn chọn cái nào cũng được ha. Mình chọn cái này đi. 6 ngày đạt 1.000 sub nè. Rồi như vậy mình đã hoàn thành xong cái bước cái các cái video mà chúng ta cần đề xuất vào trong cái video mình đang phát nè các bạn. Rồi xong rồi đó. Coi như là chúng ta đã thành công. Rồi như vậy thì mình đã vừa hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho các bạn cách mà chúng ta tạo cái thẻ video đề xuất trong cái video mà chúng ta đang phát ha. Rồi chào các bạn ha. Chúc các bạn thành công.